Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn học sinh đã đến với kênh học toán với học toán thầy nho.vn. Để các bạn vào kênh của thầy thì các bạn vào YouTube và gõ học toán thầy nho.vn không dấu không cách thì sẽ có vào được cái kênh của thầy, và các bạn nên vào cái chính sách phát để chọn các bài học phù hợp. Có thể các bạn vào lớp 9, học lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Thì các bạn chọn danh sách phù hợp nha. Trên đó có rất nhiều bài giảng rồi. Thì hôm nay thầy muốn giới thiệu các bạn một số dạng phương trình chữa cắt ở mức độ cơ bản. Thì phương trình chữa cắt là dùng để ôn thi vào lớp 10, ôn thi vào trường chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi khá tốt. Bây giờ thầy xét một số dạng phương trình chữa cắt cơ bản. Dạng 1 các bạn này. Dạng 1 đó là căn A bằng B. Căn A bằng B thì các bạn đặt điều kiện là B này bằng căn này B lớn bằng 0. Rồi bình phương 2 về thì A bằng B bình phương các bạn nhé. Và các bạn chú ý là chỉ cần điều kiện là B lớn bằng 0, bởi vì lúc này A bằng B bình phương nên A lớn bằng 0 rồi. Cái này sẽ suy ra được là A lớn bằng 0 rồi. Nên không cần đặt điều kiện để A lớn bằng 0. Ta xét ví dụ 1. Các bạn giải các phương trình sau. Căn của x bình phương trừ 4 x cộng 3 bằng x trừ 2. X trừ 4 các bạn nhé. Đấy. Thì để giải phương trình này thì các bạn chọn cái này là A này. Còn x trừ 4 là b. Đấy, thì nó thuộc cái dạng này rồi. Do đó phương trình này sẽ tương đương với gì? Các bạn cho câu trả lời nào. Em đặt trên nhạc đã giải đi. Các bạn nhớ nhá, các bạn đến kênh của thầy thì xem, phải là xem cho hay cho qua chuyện. Nếu xem một vài ba phút rồi là cho hay cho vui, qua chuyện bỏ đi thì nó chẳng có hiệu quả gì cả. Cho nên các bạn phải vừa xem vừa mở trên nhạc ra làm bài tập và xem đi xem lại nhiều lần, và nên nhớ là xem hết video bài giảng thì mới hiểu được, không xem được vài ba phút thì không hiểu đâu, không có cái tác dụng gì cả. Điều kiện ở đây là gì? B lớn bằng 0, tức là x trừ 4 này lớn bằng 0. Đấy. Rồi A bằng B bình, tức là bình phương 2 về khử căn, tức là x bình phương trừ 4 x cộng 3 bằng x trừ 4 tất cả bình phương. Đấy, các bạn thống nhất chưa? Thế thôi, trả dần dần thôi. Và cái này sẽ tương đương với chuyển 4 sang thì ta sẽ có x lớn bằng 4. Đấy. Đấy, cái vế này là viết lại này, vế trái viết lại x bình phương này trừ 4 x này cộng 3 này bằng này, cái khái triển này x bình phương trừ 16 trừ 8 x 2ab cộng 16. Đấy. Tương đương với x lớn bằng 4. Đây có x bình phương, x bình phương là rút gọn. 8 x chuyển sang này, trừ 8 x sang này là 8 x trừ 4 x là 4 x. 16, 3 chuyển sang này là 16 trừ 3 là 13. Đấy. Bạn nhá. Ở đây là x lớn bằng 4 này. Còn x bằng 13 phần 4 này. Các bạn nhớ rằng khi x bằng 13 phần 4, 13 phần 4 là như thế này. 13 phần 4. Trên 4. 3,25. Mà x đây phải lớn bằng 4 nên là phương trình vô nghiệm các bạn nhé. Đấy, vô nghiệm. Vậy phương trình này vô nghiệm. Vậy phương trình có tập nghiệm S bằng tập rộng các bạn nha. Đấy. Ví dụ số 2, các bạn giải phương trình căn của 2 trừ x bằng x.
Thì ba này cũng tương tự như vậy, cái này sẽ tương đương với cái hệ điều kiện là x lớn bằng 0 này. Rồi 2 trừ x bằng x bình phương. Bạn nhá. Và cái này sẽ tương đương với x lớn bằng 0 này. Đấy. Cái này chuyển x trừ x sang bên này này, 2 chuyển sang bên này. Thì đây sẽ là x bình phương cộng x trừ 2 bằng 0. Tương đương với x lớn bằng 0. Có hai nghiệm a cộng b cộng c bằng 0, nghiệm x bằng 1, nghiệm x bằng trên a trừ 2. Thì các bạn thấy rằng là chỗ này nghiệm x bằng 1 này là lớn bằng 0 rồi, thỏa mãn nhá. Còn x bằng trừ 2 nhỏ hơn 0 nên không thỏa mãn. Vậy chung quy lại phương trình có nghiệm duy nhất x bằng 1. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang cái bài tiếp theo. Cái dạng tiếp theo. Cái dạng này cũng dạng thứ hai mà các bạn cũng cần phải chú ý, nhiều bạn hay sai. Đó là căn A bằng căn B. Đấy. Thì cái này các bạn đặt một trong hai căn này có nghĩa là được. A lớn bằng 0 này, hoặc là các bạn đặt B lớn bằng 0. Bình phương 2 về thì A bằng B. Đấy. Chỉ cần một điều kiện bởi vì A bằng B được các bạn nhé. Ví dụ giải phương trình căn của x bình phương trừ 4x bằng căn của x cộng 2. Các bạn thì giải mấy phút xem sao. Để dành mấy phút suy nghĩ để các bạn giải nào. Các bạn đặt dây nhạc ra vai giải. Thử 5 phút có giải được hay không. Cái này sẽ tương đương với gì? Đặt điều kiện cái này khỏe hơn này. X cộng 2 lớn bằng 0. Để cho hai biểu thức trong căn này bằng nhau. Đấy, x bình phương trừ 4x bằng x cộng 2. Các bạn ok chưa? Và cái này sẽ tương đương với là x lớn bằng trừ 2 này. Mình chuyển sang bên này. Sang bên này. Thì đây là x bình phương trừ 50 sơ trừ 2 bằng 0. Các bạn giải cái phương trình thứ hai bằng máy tính bỏ túi này. Đầu tiên là 1 này, 5 là giải phương trình này, phương trình bậc 2 là chọn 3 các bạn này. Chọn 3 nhé. Chọn 3. Bây giờ các em nhập hồ số A là nhập là 1 này, 1 bằng B nhập trừ 5 bằng bằng C ra trừ 2 bằng. Bây giờ giao bằng là phương trình 5 cộng căn 33 trên 2 và 5 trừ căn 33 trên 2. Đấy. Có hai nghiệm. X lớn bằng trừ 2 này và hai nghiệm là x bằng 5 cộng căn 33 trên 2 này. Rồi x bằng 5 trừ căn 33 trên 2. Các bạn nhớ nhá, cái nghiệm này thỏa mãn này, lớn không rồi này. Tức là lớn bằng trừ 2 rồi. Chúng ta kiểm tra lại cái nghiệm 5 trừ căn 33 trên 2. Và 5 trừ căn 33 trên 2. Đấy, xem thử cái nghiệm này như thế nào. Bằng là trừ 0,3 cũng thỏa mãn các bạn nhé. Thỏa mãn. Chưa? Vậy phương trình có hai nghiệm này. Nó lấy x bằng 5 cộng trừ căn 33 trên 2 các bạn nhé. Bạn nhớ như vậy.
Ở đây có hai dạng cơ bản như vậy, một dạng như này, dạng này. Nên còn nhiều dạng nữa thì thầy sẽ tiếp tục đề xuất trên kênh của thầy. Các bạn lên kênh của thầy, ngoài cái việc thầy học bài giảng này, các bạn có thể lên kênh Danh Sách Phát Toán Lớp 9 sẽ có những bài học phù hợp cho các bạn nhé. Đừng một mặt là các bạn có thể đợi chơi những cái bài giảng mới, hoặc là các bạn vào danh sách phát mình thuộc khối lớp nào thì vào cái danh sách phát khối lớp đó để các bạn chọn cái bài học phù hợp. Các bạn nhớ nhá, vào cái danh sách phát này, danh sách phát có thể là toán 9 này, rồi toán 10 này, toán 11 này, toán 12 này, chủ yếu như vậy này. Chẳng hạn bạn lớp 9 thì các bạn vào toán lớp 9 để chọn cái bài học, học đi học lại nhiều lần thì chắc chắn hiệu quả. Một bài giảng ăn thua đâu, không phải là một cái danh sách phát. Hoặc là các bạn lớp 10 thì chọn cái bài học toán lớp 10. Thầy là phân chia rồi, toán 11. Bạn lớp 12 ôn thi có những bài giảng toán 12. Bạn nào học 12 mà hỏng kiến thức lớp 11 thì quay lại cái danh sách phát vào kênh của thầy để tiếp tục học toán lớp 10, toán lớp 11 để cho phù hợp các bạn nhé. Nhớ rằng là các bạn vào danh sách phát để cập nhật các bài học phù hợp. Chứ đợi chờ một bài file bài giảng đáng thua gì, bởi vì cái này thì sẽ dừng lâu đấy mà. Bởi vì có những bài giảng, có những cái hệ thống chuyên đề thì các bạn vào đó mà học thôi. Cứ học đi học lại nên có vấn đề gì, có cái vấn đề gì nhé, vấn đề gì thì các em nhận xét, vấn đề gì, có vấn đề gì trong quá trình học các em thì nhận xét, bình luận cái phần bình luận đấy để thầy biết được, để thầy đưa ra những cái bài học phù hợp các em, bài học để có những bài học phù hợp với các em. Hôm nay là phương trình vô tỷ thì có nhân sự kiện có một bạn học sinh nói là thầy nên đăng các bài giảng em năm nay là chuẩn bị năm lớp 9, chuẩn bị thi vào lớp 10. Nên nhờ thầy đăng các bài giảng về phương trình, về chữa căn và hệ phương trình để em ôn tập. Thì thầy hôm nay thầy giảng bài giảng đầu tiên là việc phương trình chữa căn, giảng cơ bản này. Thì hy vọng rằng giúp các bạn đó một phần nào đó trong vấn đề ôn thi. Sắp tới thầy sẽ có những bài giảng về hệ phương trình, về phương trình chữa căn nữa để các bạn ôn thi một cách tốt nhất. Các bạn nhé, nhớ vào kênh của thầy để cập nhật các bài học mới nhất. Cuối cùng chào các bạn.